nay sau khi cái đặt hàng ở trên eBay, cái món hàng này nó đã cũng đã về. Và bây giờ thì cái này là cái mà bữa bàn trên gọi là đang, cũng gọi là đang hot ở trên cái hội của mình. Bây giờ thì khui ra thử coi cho mẹ tình trạng như thế nào. Bay của hãng cái đơn vị cửa hàng là Iglesio Mỹ, còn lại là địa chỉ cũng không rành lắm. Ở đây thì nó có một tờ giấy A4, không có lớp hai tấm keo dán. Giấy A4 có in những cái bước hướng dẫn dán. Cái này thì những cái bước hướng dẫn này là nó chụp lại từ trong cái clip mà hôm bữa anh em cũng coi trong hội F7 Việt Nam này. Rồi cái này tính xong phần hướng dẫn sử dụng. Giờ cái phần chính là cái miếng dán này, skin. Thì ở đây chất liệu của hãng 3M, không biết có đúng là hãng 3M không. Chất liệu khi nhìn thấy trên này thì nó cũng giống như một miếng đề can bình thường thôi. Đây cái viền hình như nó dán chồng lên rồi phải. Đây là cái viền nó dán chồng lên. Nhìn cái bóng thì nó thấy cái G này. Cái chữ Samsung cũng được cắt và chồng lên. Phần dán camera còn mặt sau nó giống như mấy miếng đề can đều, còn khi dán vào như thế nào thì không biết, nhưng mà khá là dày. Còn đây là mặt trước, coi clip thì các bạn biết cái mặt trước mặt sau này nó dán như thế nào rồi, nên mình tạm thời chưa có review về cái phần dán đó, review cái sản phẩm mình nhận được thôi. Coi để như vậy rất là dễ bị bụi lọt vô. Đây là phần trên cái phần điện thoại của mình dán lên trên như thế này, khá là vừa với lại những cái một điểm mà hình như nó còn to hơn hay sao ta. Vừa cạnh trên ha, và cạnh dưới. Còn cái tỷ lệ lúc hôm thì cũng ok luôn. Nói chung là chỉ số đo của nó là đã khớp 3 vòng. Đơn giản một bộ nó chỉ có như thế này thôi. Nhưng mà giá ở trên nó đề lên tới khoảng 220 lận. Tức là mua bằng thanh toán bằng tiền đô á, thì đổi vào tiền Việt thì nó khoảng tầm 220. Mà mình đặt từ hôm 10, như hôm 16 hay 17 tháng 11 vậy đó, tới hôm nay là ngày 2 tháng 12 đúng rồi. Bài review nó đơn giản chỉ có nhiêu đó. Chào các bạn, mốt đợi mình thay lại cái màn hình này xong rồi đó sẽ dán nó sau rồi cho các bạn coi cái đánh giá cho các bạn coi tình trạng như thế nào. Và chào tạm biệt, hẹn gặp lại.